Tiếp theo là đến với một cái xe đỡ lạ to này. Đây là cái xe đỡ ác này. Đây là một cặp bông màu xanh này. À, ở đây có 4 khung đỡ ác các bạn này. 1, 2, 3, 4 này. Đây, cái cặp bông này là có khung đỡ ác này. Đây là cái xe đỡ mình sẽ bỏ vào đây này. Ai đồ rác nào, come on. Wow. Tuyệt quá, chuyện ngay bất tình là dễ chứ. Ôi, tuyệt quá, đây là một cái tuyệt rồi đúng không? Quả là đẹp lắm nha. Tuyệt quá, tuyệt quá. Ok, hiểu gì rồi. Wow. Thật đẹp luôn. Rồi tiếp theo là đường dân một số các cửa hoàn. Cái này có thể kiểm tra ra nha các bạn. Kiểm tra ra để đường như lên cửa hoàn. Đây là cửa hoàn. Cửa hoàn. Đây này. Nâng lên này. Có chuồng bão nha các bạn. Này có chuồng bão này. Wow. Wow. Yeah. Cảm ơn đúng rồi các bạn. Ok, tiếp theo là một chiếc